Bất động sản quanh khu trung tâm hành chính luôn có mức tăng trưởng ổn định và tính thanh khoản tốt. Và hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một sản phẩm bất động sản như vậy. Chào mừng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Phú Mỹ. Nếu anh chị có nhu cầu mua bán, ký gửi nhà đất tài thị xã Phú Mỹ thì hãy gọi ngay cho em qua số 0938 948 023 để được hỗ trợ nhé. Cảm ơn mọi người. Và trước mắt anh chị là lô đất em muốn giới thiệu ngày hôm nay. Lô đất này tỏa lạc tại khu phố 4, phương Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất này nằm ngay trên mặt tiền đường Lương Văn Nho và đường này là một trong những con đường kết nối chính tại phường nên giá trị các bất động sản trên các trục đường này sẽ có tốc độ tăng trưởng tốt và bền vững trong những năm tới nhờ sự phát triển kinh tế của địa phương nhờ đó mà tính thanh khoản của những lô đất này sẽ rất là tốt và vì nằm trong khu hành chính nên xung quanh lô đất này là dân cư đã hiện hữu, với hạ tầng kết nối chuẩn chính, bài bán, điện âm nước âm có sẵn, vỉa hè mỗi bên rộng 4 m và đã có cây xanh. Vị trí đất hôm nay em giới thiệu cách trục đường Trần Phú 100 m trong bán kính 500 m đầy đủ các tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như chợ, bách hóa xanh, trường học, thế giới di động, ủy ban nhân dân hay trung tâm y tế. Để hiểu rõ hơn về vị trí lô đất, anh chị có thể tìm hiểu kỹ trên Google Map. Link vị trí em để dưới phần mô tả của video. Và chúng ta hãy tìm hiểu kỹ về giấy tờ pháp lý của lô đất này. Đầu tiên là về giấy tờ pháp lý của lô đất. Thì theo như chủ cung cấp, lô đất này đã có sổ hồng riêng, đứng tên một chủ và không có bất kỳ tranh chấp gì trên đất, pháp lý rõ ràng. Cho nên mọi người có thể yên tâm trong việc mua bán sang tên đổi chủ đối với lô đất này. Thứ hai là về diện tích lô đất. Lô đất này có tổng diện tích là 112 m2, trong đó có 50 m2 đất thổ cư sở hữu lâu dài, còn lại là đất trồng cây. Toàn bộ lô đất này nằm trong quy hoạch đất ở đô thị nên lên thổ cư thoải mái. Lô đất này có 5 m mặt tiền đường, chiều sâu hơn 22 m. Hướng lô đất này là hướng Đông Bắc. Và điều cuối cùng em muốn cung cấp là về giá bán của lô đất này. Hiện chủ muốn bán lô đất này với giá 1,8 tỷ. Theo em đánh giá thì với mức giá này thì khá phù hợp cho những anh chị có nhu cầu đầu tư trung hoặc dài hạn hay mua ở thì quá là ok luôn. Anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này vui lòng liên hệ với em qua số 0938 948 023. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã xem. Xin chào.